Sao nó hơi tối vậy anh? Để chỉnh cái À, chỉnh cái này đúng không? Không vấn đề đâu, bây giờ để trưa nay anh kia em đi đi mai em nhờ. Quay đây đây quay cái đảo. Để quay cái đảo. Em nhỏ mình tại giờ bây giờ ổng đâu có làm gì đâu. Cái đảo nè đẹp quá, ngồi đây mà nhìn ra được cái núi mà kiểu cái biển nó đẹp ha. Đúng rồi. Đẹp với sở cảnh. Để bước ra đây. Đẹp chưa, đẹp chưa? Kìa có bánh rồi kìa. Sao tụi ngồi bên đây, chuyển qua bên đây này đại ca. Ngồi ăn bên đây có thấy cái view biển nè. Anh nhìn đó đi. Em cho anh ta nhìn. Để đây nhìn ra, quay ra mới thấy được cái view biển. Ủa chị Vy Lan không ăn hả gì? Không, chị chỉ uống thuốc. Tại chị uống thuốc. Em uống thuốc trước nửa tiếng em ăn. Cái này có ớt không thưa chị? Em xin em xin tin mất. Dạ. Để em xin thiên bác, anh ăn cho em với đó nghe. Ăn kia cố vô đi. Xin thiên bác. Cho con thêm miếng ớt. Lấy mà bữa nay. Cái nào con? Đó, bữa nay cầm đi. À cầm đi luôn đúng không? Bỏ thêm ớt vô. Bỏ thêm ớt không? Anh ăn ớt được không? Chút ăn. Chút thì tự bỏ đi, biết bỏ nhiêu. Ông nội ăn ớt tao tháo được. Bây giờ hai chồng ngồi ăn nha. Dạ dạ chị. Chị về chị uống thuốc xem miếng lại. Okay, dạ, dạ dạ dạ. Rồi ăn vừa thấy cái view biển này trời ơi nó sậy. Nó hơi bị nghịch tối đúng không? Dạ đứng sao nó nghịch ánh sáng. Em view biển chiếu vô. Thấy được cái giờ ở bên anh chắc nhiều đúng không, tại vì bên anh sáng sớm ngồi đây ngồi nè ta mới thấy anh. Có thực có mực nó mới ngon mà thôi, trưa ăn không mực. Mời cả nhà ăn sáng nè. Lại giờ bên anh là tối rồi. Bánh canh bánh canh bánh canh bánh canh rồi mấy mình bánh khọ. Cho mọi người thấy cái view phía sau lưng, vừa vừa núi vừa biển. Cái đó phải núi không ta hay đồi ta? Dạ. Hai dĩa được rồi nha. Nóng quá. Không thấy được. Làm mà xiên cho mình. Làm một xíu. Làm mà xiên chút. Chợ sáng còn đi chợ đi mua đồ đặt mua lo ấy đó. Mình đi ăn không tự ăn thôi đâu mà chờ bà xã nữa. Nói đến thứ đoạn kia còn cái gì ăn. Bà nào mấy lên mà quỷ có được một cá nữa. Ở đây thì người ta không tự làm mực luôn ha, hay là do ai muốn ăn mực thì tự đi mua rồi em xuống không?
gì mấy ông hôn hôn nghe hết rồi. Tại chỗ nó không bắn mực luôn ha. Không có mấy bà xã nữa. Mày mất lại qua bắt giữ giật mặt hết chứ. Đâu? Có nhiều người nào không mực biển mà mắc gì? Đâu đây mắc. Mắc hả? Tôm lập đồ ngay mà sai trái cái vô quýt giật mỏ. Ngon quá bạn ơi. Đặc sản như này. Nếu tôi không thích ăn mấy cái này mà sau này ăn chỗ này ngon á. Ăn ngon thấy ăn được. Cái này mà không phải chỗ gốc của nó làm dở á. Ăn ớn á. Người ta làm nước chấm rồi ngon. Mắm. Và ăn được. Mấy chỗ mà không phải đặc sản của nó lên làm bắt trước á dở ăn ngắn ờ không á mà ăn nóng mới ngon đúng không ăn nguội là ớn ngán tự giòn nóng. Giống bánh xèo mình nha. Nhưng mà bánh xèo mình có độ béo. Cái này cũng có độ béo ha. Và độ béo của trứng. Còn bánh xèo nó có độ béo của nước cốt dừa. Phạm là bạn anh cho em kìa. Sướng quá nha. Cái này đẹp quá. Vậy cái mùa này trốn lạnh là hợp lý. Hợp lý luôn. Ngồi bên đó sao nó cũng chói quá anh. Cũng không có sáng, không có thấy được cái mặt. Em muốn mắm thêm không? Đủ rồi. Đủ rồi. Chờ thấy cái biểu hiện. Anh cứ ngồi bên em rồi. Ông ngồi bạn đi, lần nào ông lủi vào cái hướng mà nghịch tính sáng ngồi này miếng cuối cùng à, quay sát nhìn này nhìn nó mới ngon. Quay ngược lại anh hai thấy cái trứng nữa mới kìa. Quay gì thấy cái trứng đen thui giòn. Chị đang nói chuyện với Bo nè đây. Bo. Bo. Vì hôm qua nhắn tin cho chị. Nói chị đi làm ở tiệm nói. Em đang đi dẫn là có gì ăn không? Cái tiền hai giờ mà tiếp tục hành trình đi lại kia kiếm gì coi có gì ăn ngon. Ở đây cầm đồ hay không sợ bị giật đồ, giật cũng không qua được cái đảo.
giật xong không biết chạy đâu. Chạy đâu cũng còn vướng trên đảo. Tại vì muốn qua cái đảo là phải muốn qua cái đảo là phải gì ta? Phải có sườn. Vừa lên sườn xong phải lên chiếc xe chạy ra khỏi cái đảo này chắc cũng nửa tiếng đồng hồ. Ai muốn giật cái bóp chứ. Cũng cần ai lại khổ lắm. Anh cầm cho mấy cái bí ơi. Cái bí nè, cái bí tiền nè. Tiền mà đem bí tiền. Có tiền. Cái đem theo bí thôi chứ không có tiền. Này, mặt trời lên nè, mặt trời lên nè. Mặt trời lên. Mặt trời lên. Cái đảo này là hai đứa đã đi lần thứ hai rồi. Rất là bình yên. Rất là thích. Anh Trình là hả? Giờ này chắc ngủ phè cẳng rồi. Đi ra đây kiếm gì ăn. Cái mặt ông đâu rồi? Cái nón che bắt bạ đó mà cho thấy cái mặt ông. Chí Hùng về làm cho Vi đi. Vi nào? Chí Hùng mà đã làm cho Vi rồi chị. Chị đúng không? Và đây bóp. Chị ơi, chị chút ta vô ta mở cái ổ khóa không cần bóp theo. Bỏ tiền vô đây. Có tiền thôi ấy. Nó được cài giùm em cái tóc ở sau rớt cái gì nè cài gì cài lên lại cột lên lại bấm lên lại mốt của con gái không biết sao nó anh cầm che bắt bà nó cũng tay người kia nè nè cầm gì không nè coi cái gì nó mà sao vậy ủa vậy cao nè cao nè em đâu rồi sao em đâu rồi coi, quay chưa? Không cầm quay xấu, không có biết quay gì chứ. Bún nữa hả? Thôi. Kiếm gì đặt dạ ăn, về đây ăn bún nữa. Không muốn ăn sao nổi, đi ra chợ, để quay cái chợ cho mọi người coi. Hôm nay kêu bằng ở chợ gì, cái buổi sáng người ta bán như thôi đúng không? Giống như chợ. À, đây người ta bắt cái gì nè. Đồng á. Tôm tích. Tôm tích đầu em cộng tôm tích có tôm tích nữa kìa à này tôm tích nhỏ này cộng à tôm tích nhỏ cộng nữa nghe nói bác Hồng đang ở Việt Nam. Ủa sao đây người ta làm bún nhiều quá nấu bún nhiều quá không tiệm nào cũng có bún đêm nay có gì nữa không? Không có, mình mới quay lại đây. Bây giờ người ta đã bán hoa đây nè. Vừa có hoa, vừa có biển, vừa có núi đồi. Mực đây, mực ở đây nhiều ký ta. Ok, chúc hai em đi vui vẻ. Ok, merci chị. Bán ở trên này cực á, mỗi lần bán đi ăn mít không kìa. Tôi mua cái đừng ăn nha cháu lòng. Con bún chả cá như xôi kìa, xôi xôi bắp á. Ê, anh bằng con cái gì bự quá. Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Đây, đường đi ra. Đấy. Trái cây thôi, chứ đâu có gì. Nhập trái cây qua đây bán, chở xuồng, chở đèo qua đây bán. Đi trước đây, em quay. Đi chơi. Bà
Cái bác không? Không, em ăn bún không? Quay lại ăn bún. Anh kêu một tô thôi, em ăn chung. Không hết đúng không? Không thấy ẩn đúng không? Bún này hả? Có bún nước không? Bún mà có nước á. Trời ơi con chó. Con nội ơi con gì vậy? Con chó nó bự bằng mình luôn. Con chó bự hơn nhóc luôn. Bún đi. Bánh canh ở nhà em ăn đã rồi. Một tô bún đi. Hai tô bún. Một tô thôi. Một tô thôi, một tô bự thôi. Một tô bự hai người ăn. Một tô bự hai người ăn. Ngồi chết bên kia, ngồi chung với anh. Đẹp ghê không? Cảnh đẹp quá chừng, đẹp buổi sáng. À, tôm vô nồi nước lèo. Thơm phức. Cảnh đẹp dễ sợ trời, cảnh mấy cái cảnh núi này nè. Sống ở trên đây nó yên bình. Cái chén em xin cái chén nhỏ ta. Ớt hẻ là. Ớt, nước mắm. Mắm rồi. Mắm xin anh xin chén nhỏ đi anh. Không cần đâu. Ăn chung luôn hả? Không. Để cái này để hôm nay. Cái gì? Em đi vô ăn đi. Hai đứa ăn tiếp. Đấy, cái máy ăn. À, em ăn đâu, anh nóng đâu đúng không? Để ăn trước đi. À, có chị Bila gọi và tiếp tục chương trình ăn. Đấy, đều quá. Để anh gọi cho. Không lấy cái gì hết gì à.
Ngon quá ta.
tới người ta. Đây giờ chuẩn bị uống cà phê. Anh Tú à. Nè anh cầm lên em quay đi. Giờ hai đứa chuẩn bị đi uống cà phê. Xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi trưa lúc mà hai đứa sẽ tới vườn nho.